Những ngày này, các nhà vườn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thường xuyên đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức nhãn tại vườn. Việc mở cửa phát triển tour du lịch tham quan trải nghiệm vườn nhãn góp phần đưa nhãn Hưng Yên vươn xa. Đối với nhà báo Vũ Trọng, nguyên phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, mặc dù cũng đã có nhiều dịp công tác tại Hưng Yên, nhưng đây là lần đầu tiên ông được đến tham quan trải nghiệm cũng như được thưởng thức đặc sản nổi tiếng này ngay tại vườn. Cái nhãn cổ này quay là tuyệt vời, mà nó là một cái thương hiệu cho Hưng Yên rồi. Thế mà hôm nay lại được thưởng thức cái nhãn cổ ở đây nữa, thì thấy là nó có khác với lại những cái nhãn khác. Là trưởng đoàn du khách tỉnh Bắc Ninh, ông Trần Lưu Đoá cũng đã có nhiều lần đến và thưởng thức nhãn Hưng Yên. Theo cảm nhận của ông, thì nhãn Hưng Yên vẫn mang hương vị đặc trưng riêng. Cái nhãn ở đây rất đặc trưng. Một là rất là ngọt, ngon, mùi thơm và cùi dày, hạt nhỏ. Tôi cũng đã mang cái nhãn này về, tôi ghép ở trên trang trại của tôi. Thay mặt cho đoàn xin chúc các chủ vườn nhãn ở Hưng Yên càng ngày càng phát triển và cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Hồng Nam là một trong những vùng trồng nhãn tập trung lớn với diện tích gần 200 hectare nhãn, chủ yếu là các giống nhãn cùi cổ, nhãn hương chi đường phèn. Vài năm trở lại đây, các vườn nhãn trên địa bàn xã là địa chỉ tham quan của nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh với hàng nghìn lượt du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Khi vào vườn, du khách thích thú tìm hiểu quy trình sản xuất nhãn sạch Việt Gáp, được thoải mái thưởng thức những quả nhãn chín mọng và chụp ảnh lưu niệm. Đến thời điểm hiện tại thì chín đến đâu là chúng tôi tiêu thụ hết đến đấy. Chủ yếu là các khách đoàn tham quan du lịch và những khách họ đã quen, đã biết. Năm trước họ đã tìm về mua nhãn tại nhà vườn thì năm nay họ lại tiếp tục đặt mua. Và họ có một cái sự phân biệt đánh giá giữa nhãn Hưng Yên và các tỉnh bạn và đặc biệt là các giống nhãn. Việc các nhà vườn đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm của mùa nhãn chín là một loại hình du lịch mới mẻ cần thiết được phát triển. Bởi đây cũng là kênh để quảng bá, giới thiệu nhãn Hưng Yên. Và để mô hình du lịch này mang lại hiệu quả kinh tế, các chủ vườn cần nâng cao chất lượng nhãn, đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, chỉnh trang vườn nhãn sạch đẹp. Đồng thời, chính quyền các cấp cần đầu tư hệ thống giao thông thuận lợi giữa các di tích và vùng sản xuất nhãn.